Chào các em, cô xin tự giới thiệu, cô là Đặng Thị Phương Lan, giáo viên ngữ văn trường trung học cơ sở Nguyễn Bình Khiêm, thành phố Gia Nghĩa. Các em thân mến, cô rất vui khi được đồng hành cùng các em trong chương trình dạy học trên truyền hình cho học sinh khối 9 do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Đắk Nông thực hiện nhằm củng cố lại kiến thức mà các em đã học. Các em thân mến, đất nước Việt Nam, đất nước của những câu hát ru ngọt ngào, đất nước của cánh cò trắng bay, đất nước của bàn tay mẹ tảo tần qua bao nhiêu năm tháng. Từ trong cái nguồn mạch dạt dào ấy, người phụ nữ đã là đề tài chưa bao giờ vơi cạn trong nguồn cảm hứng của người nghệ sĩ ở nhiều thời đại khác nhau. Và ở buổi học đầu tiên hôm nay, cô muốn khái quát và nhắc lại cho các em về cái nội dung chủ đề hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong các tác phẩm văn học trung đại. Vậy thì trong nội dung này thì gồm có 5 cái nội dung lớn. Nội dung thứ nhất đó là mục tiêu. Nội dung thứ hai đó là bối cảnh lịch sử tác động đến nền văn học trung đại Việt Nam. Nội dung thứ ba là hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong các tác phẩm văn học trung đại. Và trong phần này, cô có hai ý nhỏ. Ý thứ nhất, vẻ đẹp hình thức, tài năng, tâm hồn của người phụ nữ trong xã hội cũ. Nội dung thứ hai là số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Và nội dung thứ tư là bài tập bổ trợ. Và nội dung cuối cùng là hướng dẫn tự học ở nhà. Và bây giờ cô và các em sẽ đồng hành để tìm hiểu về hình ảnh người phụ nữ trong giai đoạn này. Trước tiên chúng ta đi vào mục tiêu kiến thức cần đạt. Và mục tiêu thứ nhất là kiến thức. Chúng ta cần hiểu và cảm nhận được những giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm thơ và truyện trung đại Việt Nam. Nắm được cốt truyện, nhân vật, sự kiện, ý nghĩa và nét đặc sắc của từng tác phẩm. Hiểu được số phận và bi kịch của người phụ nữ Việt Nam trong xã hội cũ. Mục tiêu thứ hai là kỹ năng. Là đọc, hiểu văn bản truyện, thơ trong văn học trung đại Việt Nam. Cảm nhận, phân tích được cuộc sống và số phận nhân vật và những chi tiết nghệ thuật tiêu biểu cho bút pháp nghệ thuật cổ điển. Và mục tiêu thứ ba đó là thái độ. Là trân trọng cái vẻ đẹp hình thức, tâm hồn, tài năng của người phụ nữ, từ đó cảm thông với số phận đầy bi kịch của họ. Và cái nội dung tiếp theo mà cô muốn nói đến đó chính là hai lớn là bối cảnh lịch sử tác động đến nền văn học trung đại. Vậy thì các em ạ, trong giai đoạn văn học trung đại của Việt Nam chúng ta được tính từ thế kỷ thứ 10 đến nửa đầu thế kỷ thứ 19. Và trong giai đoạn này nó diễn ra các cuộc nội chiến tranh giành quyền lực. Và nhà nước phong kiến theo cái chế độ phụ quyền. Và ở trong giai đoạn này xuất hiện nhiều ngòi bút đã gióng lên cái hồi chuông cảnh tỉnh để bênh vực cho quyền lợi người phụ nữ. Nó mang đậm cái tư tưởng nhân đạo sâu sắc, trong đó tiêu biểu như các tác giả Nguyễn Du, Nguyễn Dữ và nhiều tác giả khác. Và chúng ta đi vào cái nội dung thứ ba, đó là nội dung chính của chủ đề hôm nay. Hình ảnh người phụ nữ trong các tác phẩm văn học trung đại. Và trong nội dung này, cái phần đầu tiên mà cô muốn nói đến các em đó là vẻ đẹp hình thức, tài năng và tâm hồn của người phụ nữ trong xã hội cũ. Và trong nội dung này thì có 4 cái ý nhỏ. Vậy thì cái vẻ đẹp thứ nhất mà cô muốn nói đến các em đó là họ đều có một cái nhan sắc vẹn toàn. Với nhân vật Vũ Nương, chỉ một công văn ngắn gọn, thùy mị, nết na lại thêm tư dung tốt đẹp. Nguyễn Dữ đã giới thiệu nàng không những là một người phụ nữ xinh đẹp mà còn hội tụ đủ tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh. Đó chính là khuôn vàng thước ngọc để đánh giá người phụ nữ xưa. Cũng chính là vẻ đẹp toàn vẹn ấy, dẫu Vũ Nương của chúng ta con nhà kẻo khó, còn Trương Sinh con nhà hào phú, nhưng Trương Sinh vẫn quyết xin mẹ 100 lượng vàng để cưới nàng về làm vợ. Và trong cái xã hội phong kiến xưa, sính lễ trong hôn nhân vô cùng quan trọng, nó minh chứng định giá cho cái giá trị đạo đức và phẩm hạnh của người phụ nữ. Và nếu như Vũ Nương được Nguyễn Dữ phác họa bằng một câu văn ngắn gọn, thì với Nguyễn Du, ông miêu tả vẻ đẹp của Tuyết Kiều thì rất là độc đáo. Ông đã vận dụng cái thủ pháp nghệ thuật đòn bẩy, miêu tả Thúy Vân trước rồi miêu tả Thúy Kiều sau. Và với thủ pháp này đã tỏ ra vô cùng đắc dụng. Sau 4 câu thơ miêu tả chân dung của Thúy Vân, ông tập trung miêu tả vẻ đẹp tài sắc của Kiều. Kiều càng sắc sảo mặn mà, so bề tài sắc lại là phần hơn. Làn thu thủy nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Vẻ đẹp của Kiều là sự sắc sảo trong tính cách, mặn mà trong tâm hồn. Ông không miêu tả cụ thể mà lại để cho người đọc tự hình dung tưởng tượng ra cái vẻ đẹp vượt trội của Thúy Kiều.
Ông dùng cái bút pháp ước lệ tượng trưng để hội tụ tất cả những vẻ đẹp của trời đất cho một nhan sắc. Ông tập trung miêu tả đôi mắt, và đôi mắt của Kiều là một đôi mắt trong xanh như làn nước hồ thu. Nét xuân sơn là nét mày cong hay hàng mi rập bóng. Tả nhan sắc mà chỉ tả đôi mắt thôi thì nhan sắc kia không còn là nhan sắc nữa, mà nhan sắc ấy nó đã hóa tâm hồn. Vì chúng ta thường hay nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nếu như về sắc thì Kiều là một tuyệt thế giai nhân không ai sánh bằng, thì về tài họa chẳng có người thứ hai sánh ngang với nàng. Được trời phú cho tính thông minh nên ở lĩnh vực nghệ thuật nào nàng cũng toàn tài, cầm kỳ thi họa, đặc biệt là cái tài đánh đàn. Cung thương lầu bậc ngũ âm, nghề riêng ăn đứt hồ cầm một chương. Nguyễn Du tập trung miêu tả tài đánh đàn vượt trội của Kiều, và hơn thế, nàng còn giỏi sáng tác nhạc, khúc nhà tay lựa nên chương, một thiên bạc mệnh lại càng não nhân. Mỗi lần nàng đánh đàn và cất lên khúc nhạc bản mệnh, làm cho người nghe phải đau khổ sầu não. Bản nhạc chính là tâm hồn, là bản đàn theo suốt cuộc đời của Kiều. Vẻ đẹp, tài năng của nàng đã vượt ra ngoài, vượt lên trên khuôn mẫu, khiến cho thiên nhiên cũng phải sinh lòng đố kỵ và ghen ghét. Cũng chính điều đó nó đã dự báo trong cái tấn bi kịch Hồng Nhan Bạc Mệnh. Còn trong đoạn trích Lục Văn Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga của Nguyễn Đình Chiểu, thì ông lại khai thác của một vẻ đẹp của một tiểu thư khuê các xinh đẹp, có học thức và với cách ăn nói mực thước nhẹ nhàng, thể hiện qua cách xưng hô với Lục Văn Tiên. Còn người phụ nữ trong bài thơ Bánh Trôi Nước của Hồ Xuân Hương thì: thân em vừa trắng lại vừa tròn. Bà đã ví von so sánh bánh trôi nước với người phụ nữ Việt Nam trong xã hội phong kiến, có ngoại hình vừa xinh đẹp và tâm hồn trong trắng nhân hậu. Và vẻ đẹp thứ hai đó là người phụ nữ xưa, họ còn đảm đang và giàu đức hy sinh. Với Vũ Nương trong tác phẩm Chuyện Người Con Gái Nam Xương, nàng ở nhà một mình, gánh vác, quán xuyến mọi việc trong gia đình, nuôi con, chăm sóc mẹ chồng, thuốc thang khi bà đau ốm, lo ma chay khi bà mất. Nàng đã làm tròn bổn phận của một người con, người vợ và người mẹ. Còn với Tú Xương trong bài Thương Vợ cũng đã viết, quanh năm buôn bán ở mom sông, nuôi đủ 5 con với một chồng. Những câu thơ ca ngợi cái sự đảm đang, tháo vát, chu toàn với chồng con của bà Tú. Tuy nhiên đi liền với nó, đó lại là cái sự hy sinh, bất chấp gian khổ, chạy vạy buôn bán để nuôi gia đình. Hay nàng Kiều cũng vậy, khi gia đình gặp biến, tài sản bị bọn sai nha vơ vét, sạch sành xanh vết cho đầy túi tham, nàng phải quyết định bán mình để chuộc cha và em, thà rằng liều một thân con, hoa dù rã cánh, lá còn xanh cây. Hành động của Thúy Kiều thấm đượm đạo hiếu làm con cao đẹp, làm cho người đọc vô cùng cảm phục và xúc động. Và các em thấy, ở trong xã hội hiện đại, không phải ai cũng làm được điều đó. Trong xã hội của chúng ta, dường như ngày nay cái chữ hiếu nó đang bị mai một dần. Ngoài cái vẻ đẹp hình thức, tâm hồn và sự đảm đang, giáo đức hy sinh trên, thì theo các em, người phụ nữ xưa họ còn đẹp ở cái phẩm chất nào nữa? Và nói về vẻ đẹp của họ, chúng ta không thể không nói đến cái vẻ đẹp thứ ba. Đó chính là cái lòng hiếu thảo, thủy chung và giàu lòng vị tha. Đây là một cái vẻ đẹp cao quý nhất của phẩm hạnh. Ở nhân vật Vũ Nương thể hiện rất rõ khi Trương Sinh đi lính, nàng đã dành cả tình yêu thương, sự ân cần chu đáo, chăm sóc mẹ chồng khi bà ốm. Công lao của nàng đã được chính mẹ chồng ghi nhận trong cái lời trăng trối trước khi mất. Sau này, trời xét nồng lành ban cho phúc đức, giống dòng tươi tốt, con cháu đông đàn, xanh kia quyết chẳng phụ con, cũng như con đã chẳng phụ mẹ. Nàng hiếu nghĩa là vậy, mà khi trở về, Trương Sinh không những không biết ơn, mà lại còn nghi ngờ, ghen tuông vô lối. Nhưng Vũ Nương của chúng ta không một lời trách móc. Nàng chỉ van xin thanh minh cho mình để cứu vãn cái hạnh phúc cả đời và cũng là cái niềm vui duy nhất của nàng. Không chỉ thế, những ngày tháng sống ở dưới thủy cung, nàng sẵn sàng tha thứ cho chồng qua chi tiết. Nàng gửi chiếc thoa vàng cho Phan Lang. Và cái chi tiết khi Vũ Nương của chúng ta hiện lên trên bến Hoàng Giang, nàng không hề trách móc chồng, mà còn nói một lời cảm tạ tình chàng. Lời cảm tạ ấy cho chúng ta thấy nàng đã hoàn toàn tha thứ cho chồng. Và các em cũng đã học những đoạn trích trong Chuyện Kiều của Nguyễn Du, thì Thúy Kiều của chúng ta cũng là một người con hiếu thảo không kém. Duyên hội ngộ đức cù lao, bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn, để lời thệ hải minh sơn, làm con trước phải đền ơn sinh thành. Khi gia đình gặp biến, nàng đã phải đi đến quyết định bán mình để cứu cha và em. Nhưng ở bên trong là biết bao giọt nước mắt nhỏ thầm trong nội tâm đầy sung tố.
hạt mưa xá nghĩ phận hèn, lều đêm tấc cỏ quyết đền ba xuân. Trong hoàn cảnh đắng cay tủ nhục nhất, nàng vẫn không nguôi nhớ về gia đình. Xót người tựa cửa hôm mai, quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ, sân lai cách mấy nắng mưa, có khi gốc tử đã vừa người ôm. Và đến đây các em thấy cái chữ hiếu không còn là cái sự hy sinh nữa, là nỗi day dứt về bổn phận của một người con đối với cha mẹ, mà nó còn là tình thương, nỗi nhớ, là sự lo lắng đối với hai em. Và đó là một tình cảm rất đỗi đời thường và rất đỗi con người, nhưng lại rất ít thể hiện trong văn học cổ. Vì thế mà cái chữ hiếu của Kiều nó mang một cái sắc thái riêng, không trộn lẫn với bất cứ ai trong văn học giai đoạn này. Và việc bán mình chuộc cha đã khẳng định đạo hiếu của Kiều, nhưng lại đồng nghĩa với việc Kiều đã lỗi hẹn và phá vỡ cái lời thề với Kim Trọng. Để vẹn tình với Kim Trọng, Thúy Kiều đã trao duyên, cởi em có chịu lời, ngồi lên cho chị, lại rồi sẽ thưa. Trao tấm chân tình của mình, nhờ em gái Thúy Vân kết nối mối tơ duyên còn dang dở, nàng đã làm tròn chữ hiếu và vẹn chữ duyên. Còn với tiểu thư khuê các Kiều Nguyệt Nga, làm con đâu dám cãi cha, ví dầu ngàn dặm đằng xa cũng đành. Nàng còn là một người trọng ân nghĩa, vì đối với nàng, việc giữ được mạng sống là quan trọng rồi, nhưng việc giữ được trinh tiết còn quan trọng hơn. Vì thế, khi được Lục Vân Tiên cứu, nàng đã tìm mọi cách để trả ơn và Vân Tiên không nhận. Nàng đã tự nguyện gắn bó cả cuộc đời mình với Vân Tiên. Và vẻ đẹp thứ tư mà cô muốn nói đến, đó là họ khao khát cái cuộc sống gia đình ấm êm hạnh phúc. Như cô đã nói, Vũ Nương, nàng chỉ có một cái thú vui duy nhất là cái thú vui nghi gia nghi thất tuổi thanh xuân cùng những sự lo lắng để chăm chút cho gia đình. Và còn nàng Kiều sau khi làm tròn chữ hiếu thì nàng luôn mong muốn có một cái tình yêu trọn vẹn bên chàng Kim. Còn đối với Hồ Xuân Hương, bà luôn khao khát một cuộc sống hạnh phúc lứa đôi trọn vẹn. Nhưng đó chỉ là cái khát vọng bình dị nhỏ nhoi của bất kỳ người phụ nữ nào. Khi sống trong cái xã hội phong kiến thì đấy là một cái khát vọng quá xa vời đối với họ. Cô sang phần thứ hai trong nội dung hình ảnh người phụ nữ trong xã hội phong kiến, với nội dung đó là số phận của người phụ nữ trong xã hội cũ. Vậy nói về số phận, ý thứ nhất mà chúng ta cần tìm hiểu đó là họ sống cam chịu trong cái xã hội phong kiến nam quyền. Và xã hội phong kiến xưa tồn tại một chế độ phụ quyền với một thái độ trọng nam khinh nữ một cách rất cực đoan. Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Có nghĩa là một người con trai là coi như đã có con, nhưng mà 10 người con gái thì coi như chưa có con. Và cái xã hội ấy đã tước đoạt tự do của người phụ nữ bằng một thứ luật tam tòng nhiệt ngã. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Ở gia đình thì phải theo cha, lấy chồng thì phải theo chồng, và chồng mất thì phải theo con và theo người con trưởng. Đó. Hai cái quan niệm lạc hậu như là nữ nhân ngoại tộc. Vậy thì số phận của người phụ nữ hoàn toàn bị phụ thuộc và chà đạp, và họ còn coi như một món hàng. Co kè bớt một thêm hai, giờ lâu ngã giá vàng ngoài 400. Cái xã hội ấy cho phép tên mã giám sinh vô danh tiểu tốt buôn thịt bán người để mang Thúy Kiều ra mà ngã giá, mua bán đổi trác. Họ không thể tự định đoạt được cái hạnh phúc riêng của mình. Làm con đâu dám cãi cha, cha mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đó. Và nhân vật Vũ Nương của chúng ta trong chuyện Người Con Gái Nam Xương cũng là một bằng chứng. Người phụ nữ đức hạnh ấy khi bị mắc tiếng oan và chết vì một cái chuyện không đâu, nàng đã thống thiết minh oan với người chồng đa nghi, nhưng mà ỷ cái thói nam quyền mà Trương Sinh đã đánh đuổi, khiến nàng chỉ còn cách đó là chọn cái chết để mà bảo vệ và khẳng định cái danh tiết cho mình. Đối với Hồ Xuân Hương, rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn mà em vẫn giữ tấm lòng son. Số phận của họ tốt hay xấu, hạnh phúc hay đau khổ không phụ thuộc vào họ mà phụ thuộc vào cái người chồng, vào chính cái xã hội mà họ đang sống. Và điều này chúng ta thấy là nó hết sức là phi lý và cũng được phản ánh rất là nhiều trong ca dao. Thân em như hạt mưa xa, hạt vào đài cát, hạt ra ruộng cày. Và cô sang ý thứ hai của số phận người phụ nữ trong xã hội cũ. Họ là nạn nhân của chiến tranh phi nghĩa. Như cô đã nói ở trong bối cảnh lịch sử, những cuộc nội chiến tranh giành quyền lực giữa đảng trong và đảng ngoài, giữa vua Lê và chúa Trịnh đã đẩy những người phụ nữ lâm vào cái cảnh chia lìa, ly tán, mất mát, đau thương. Và trong tác phẩm Trinh Phụ Ngâm của Đặng Trần Côn, người chồng ra chiến trận đối mặt với cái chết, còn người vợ trẻ chỉ biết ngóng theo tin chồng trong cái nỗi cô đơn, lẻ loi buồn khổ, đối diện với một khoảng cách nghìn trùng,
cùng trông lại mà cùng chẳng thấy, thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu xanh ngắt một màu, lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai. Còn đối với Vũ Nương, trong nỗi cô đơn cùng cực ấy, thì vì nhớ chồng và cũng thương con, nên nàng đã chỉ vào bóng mình và nói đó là cha đàn. Nào ngờ đâu cái bóng đó, nó lại là nguồn cơn của cái chết bi thảm sau này. Và cũng chính chiến tranh phi nghĩa đó, nó đã tạo điều kiện cho cái tính đa nghi của Trương Sinh được bộc lộ. Và cô sang ý thứ ba, đó là họ là nạn nhân của chế độ vì đồng tiền. Trong bất kỳ xã hội nào thì đồng tiền cũng có sức mạnh ghê gớm. Nhưng trong xã hội phong kiến ngày xưa thì đồng tiền nó lại càng chứa đầy ma lực. Trong tay sẵn có đồng tiền, dẫu lòng đổi trắng thay đen khó gì. Chỉ vì tiền mà bọn sai nha gây ra cảnh tan tác chia lìa cho gia đình Kiều. Một ngày lại thói sai nha làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền. Để có tiền cứu cha và em trai của mình, nàng đã quyết định bán thân và cũng vì tiền mà Mã Giám Sinh làm cái nghề buôn thịt bán người. Sở Khanh vì tiền mà bày mưu đặt kế cho Tú Bà, xô đẩy Kiều vào cái nghề đưa người cửa trước, rước người cửa sau. Bạc Bà Bạc Hạnh vì tham tiền mà lừa Kiều đem bán cho Lầu Xanh. Đồng tiền đã khiến nàng hết nạn ấy đến nạn kia, thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần. 15 năm lưu lạc, hai lần vào Lầu Xanh, hai lần từ tiểu thư khuê các trở thành kẻ hầu người hạ, hai lần phải nương nhờ cửa Phật và hai lần tự tử bất thành. Cái chế độ đồng tiền ấy nó đã phá vỡ cái cuộc sống hạnh phúc của biết bao người. Trương Sinh vì mến dung hạnh của Vũ Nương nên đã xin mẹ 100 lượng để mua nàng về làm vợ. Và đó cũng chính là một trong cái lý do gây ra cái bi kịch gia đình của Vũ Nương. Và nội dung thứ tư mà cô muốn nói đến đó chính là họ là nạn nhân của chế độ đa thê. Trong xã hội phong kiến xưa thì người phụ nữ dù xinh đẹp, tài năng và có những phẩm chất quý giá thế nhưng họ là nạn nhân của cái chế độ đa thê. Trong hôn nhân, họ phải chịu cái kiếp sống làm lẽ, hạnh phúc trọn vẹn đối với họ là một định nghĩa quá mong manh. Trong Cung Oán Ngâm Khúc của Nguyễn Gia Thiều, của người cung nữ, sống trong cảnh nhung lụa, nhưng đối với họ lại là những tháng ngày buồn bã và cô đơn vì sự lạnh lùng ruồng bỏ của vua, mà các em vẫn thường nghe dân gian có câu rằng vua thì nhiều vợ nhất trên đời, 300 mỹ nữ, 60 cung tần. Và vì chính cái xã hội ấy đã cho phép người đàn ông năm thê bảy thiếp, nên cái tuổi xuân của người cung nữ cứ hết ngày này qua tháng khác bị chôn vùi trong cung cấm với cái nỗi buồn tủi hờn xót xa, một mình đứng tủi ngồi sầu, đã than với nguyệt lại rầu với hoa. Hồ Xuân Hương của chúng ta, người con gái có cái ý thức cá nhân sâu sắc về tài năng và vẻ đẹp của mình, nàng luôn khao khát một cuộc sống lứa đôi hạnh phúc. Nhưng nàng lại rơi vào cái tấn bi kịch đau lòng nhất của người phụ nữ, đó là làm lẽ. Bà là đứa con của người vợ lẽ. Rồi chính bà cũng lấy chồng hai lần và cả hai lần bà đều làm lẽ. Tất cả những thảm cảnh làm lẽ của mẹ bà, của bà và của bao người đàn bà bất hạnh khác dưới chế độ đa thê ấy đã dồn nén lại kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng, chém cha cái kiếp lấy chồng chung. Câu thơ có sức công phá ghê gớm. Vào cái chế độ đa thê lớn tiếng đòi quyền sống, đòi hạnh phúc lứa đôi cho người phụ nữ. Và cái ý cuối cùng cô muốn nói đến các em về số phận, đó chính là họ có cái số phận bi thảm. Cũng như số đông người phụ nữ xưa thì cuộc đời của Vũ Nương là những cái trang buồn đầy nước mắt. Năm tháng trôi qua, giặc tan Trương Sinh trở về, con thơ vừa học nói, tưởng rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười với đôi vợ chồng trẻ. Nhưng rồi, cái bóng của nàng xuất hiện từ tình yêu thương con và nỗi nhớ chồng đi lính lại là nguyên nhân gián tiếp khi Vũ Nương của chúng ta bị nghi oan là thất tiết. Và để bảo toàn cái danh dự của mình, nàng đã gieo xuống dòng sông để kết thúc cuộc đời bất hạnh và oan trái của mình. Còn đối với Thúy Kiều, thủy chung, tài sắc nhưng mà cuối cùng cũng phải chọn cái chết để kết thúc cuộc đời của một kỹ nữ Lầu Xanh. Trông vời con nước mênh mông đem mình gieo xuống giữa dòng Trường Giang. Dẫu biết kết chuyện, Thúy Kiều được về sum họp với gia đình, nhưng kiếp người trôi nổi chuyên chuyên ấy đã vùi dập cả một giai nhân tài sắc vẹn toàn. Độc giả đã khóc cho bao lần chia phôi vĩnh viễn những tháng ngày sống không bằng chết ở trong lầu Ngưng Bích với những nỗi khổ nhục vò xé thân mình Kiều. Để rồi sau này, hơn 100 năm sau, Tố Hữu cũng phải đồng cảm với nỗi đau ấy, nổi chìm kiếp sống lênh đênh, Tố Như ơi lệ chảy quanh thân Kiều. Còn với số phận của Kiều Nguyệt Nga, nàng hội tụ đầy đủ những vẻ đẹp phẩm chất và cái đức tính cao đẹp của người phụ nữ vào thời phong kiến. Vậy mà số phận của nàng cũng không khác nào mấy so với Thúy Kiều và Vũ Nương.
bởi nàng cũng bị cầm quyền hãm hại, cũng phải đi cống giặc ô qua, đến nỗi phải chẫm mình xuống dòng sông để tự vẫn. Nhưng câu chuyện Lục Vân Tiên của chúng ta thì nó có một cái kết thúc có hậu. Sau những cái đoạn trường thì Kiều Nguyệt Nga của chúng ta được sống hạnh phúc với Lục Vân Tiên. Và thêm một bằng chứng nữa là ở lớp 7 các em đã được học cái đoạn trích Nỗi oan hại chồng trong vở chèo cổ Quan Âm Thị Kính. Thì các em thấy được Thị Kính đã lo lắng và quan tâm chồng. Trước đẹp mặt chồng, sau đẹp mặt ta, vì thế nàng đã quyết định cắt cái râu mọc ngược của Thiện Sĩ. Thế mà hành động đó của nàng lại là nguyên nhân khiến nàng mang cái án là giết chồng. Một lần nữa ta thấy những điều nhỏ nhoi như chiếc râu, những điều không có thực như cái bóng lại khiến số phận của người phụ nữ xưa bất hạnh đến vậy. Và trong cái xã hội đương thời thì người cung nữ xưa của Nguyễn Gia Thiều, nhân vật nữ của Hồ Xuân Hương, Vũ Nương của Nguyễn Dữ hay Thúy Kiều của Nguyễn Du, mỗi người đều đau một nỗi đau riêng biệt, nhưng ở họ có cùng chung một số phận. Đau đớn thay phận đàn bà, lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung. Và qua cái việc tìm hiểu cái vẻ đẹp và số phận của người phụ nữ trong xã hội xưa, thì chúng ta lại càng trân trọng và cảm thông với họ hơn. Và từ đó các em càng thêm tự hào và hạnh phúc về một cái xã hội bình quyền mà các em đang được sống. Ở đó người phụ nữ họ phát huy được hết những cái vẻ đẹp vốn có của người phụ nữ xưa và họ tỏa sáng trên mọi lĩnh vực của cuộc sống. Tiêu biểu như bà Đặng Thị Ngọc Thịnh là Phó Chủ tịch nước, hay bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội của nước ta, và còn rất nhiều những tấm gương khác nữa. Và trên đây là những nội dung chính của chủ đề đầu tiên mà cô mang đến cho các em. Nó chỉ mang tính chất khái quát và để nắm rõ hơn về vẻ đẹp hình thức và tâm hồn cũng như số phận của họ. Các em hãy tìm đọc và tìm hiểu thêm những tác phẩm và tác giả có cùng đề tài trong giai đoạn này. Và cô sang cái phần thứ tư, đó là bài tập bổ trợ để củng cố lại cái kiến thức mà các em đã học. Vậy trong cái phần bài tập bổ trợ này cô có 3 bài tập. Bài tập thứ nhất, thế nào là bút pháp ước lệ tượng trưng? Vậy đây là một cái dạng câu hỏi nhận biết. Cô có một cái gợi ý như sau. Đây là một cái bút pháp tiêu biểu để tả người và được sử dụng nhiều trong văn học dân gian và văn học trung đại. Đến đây các em đã có câu trả lời riêng cho mình chưa? Còn đáp án của cô, ước lệ tượng trưng là lấy vẻ đẹp của thiên nhiên để gợi tả vẻ đẹp của con người. Và cô vào bài tập số 2. Ý nghĩa của chi tiết cái bóng trong truyện Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ. Thì cô có một vài cái gợi ý như sau. Thì trước khi trả lời được câu hỏi này, các em nhớ lại trong câu chuyện người con gái Nam Xương, chi tiết cái bóng nó xuất hiện mấy lần. Lần thứ nhất là của ai và mỗi lần như vậy nó có ý nghĩa gì thì các em sẽ trả lời được, đúng không nào? Và sau khi cô gợi ý thì các em đã được có được câu trả lời của mình chưa? Và đây là đáp án của cô. Chi tiết cái bóng có ý nghĩa nó tạo nên cái thắt nút và mở nút cho câu chuyện, nhằm cho câu chuyện hay hơn và hấp dẫn hơn đối với người đọc. Và đến trong văn học hiện đại thì đây được coi đến là một cái tình huống chuyện. Và cô sang cái bài tập số 3. Vẻ đẹp phẩm chất nào của nhân vật Vũ Nương làm em ấn tượng nhất? Và câu hỏi này là một dạng câu hỏi mở. Thì các em có thể thoải mái thể hiện cái chính kiến của mình. Các em có thể nói về cái đức tính thủy chung, rồi tấm lòng nhân hậu, giàu lòng vị tha của Vũ Nương. Đấy là 3 cái bài tập bổ trợ để cô củng cố kiến thức. Và sau khi củng cố kiến thức xong thì trong thời gian các em nghỉ thì cô cũng muốn các em sẽ làm cho cô một số bài tập hướng dẫn tự học ở nhà. Và trong phần hướng dẫn tự học ở nhà, cô có 3 cái câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất, nghệ thuật xây dựng nhân vật Thúy Kiều trong đoạn trích Chị Em Thúy Kiều, trích trong truyện Kiều của Nguyễn Du. Và cô cũng có cái gợi ý để các em về nhà chúng ta làm câu hỏi này. Thứ nhất là chúng ta hãy chú ý cho cô, tại sao ông lại miêu tả cái vẻ đẹp của Thúy Vân trước mà không phải là Thúy Kiều trước? Hoặc là về cách cái sử dụng các chi tiết mà ông dùng để miêu tả cái vẻ đẹp của Thúy Kiều. Đấy là câu thứ nhất. Câu thứ hai, những nguyên nhân nào dẫn đến cái bi kịch của Vũ Nương trong chuyện Người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ? Và với câu hỏi này, cô cũng có những cái gợi ý như sau. Thì trong nội dung của chủ đề, cô cũng đã nêu, đúng là chúng ta hãy chú ý cho cô về những cái nguyên nhân trực tiếp và những cái nguyên nhân gián tiếp để trả lời cho câu hỏi số 2. Và cô sang câu hỏi số 3. Qua nội dung của chủ đề vừa học,
em hãy trình bày suy nghĩ của mình về số phận của người phụ nữ trong xã hội cũ và viết đoạn văn từ 7 đến 10 dòng. Và câu này cũng là một câu hỏi mở. Các em có thể thoải mái thể hiện cái suy nghĩ của mình, có thể chúng là cảm thông hay là cảm thấy xót xa về số phận của họ. Giờ học của chúng ta đến đây là tạm dừng. Cô hy vọng với kiến thức của chuyên đề mà cô vừa cung cấp giúp các em nắm vững hơn kiến thức đã học. Xin chào các em và hẹn gặp lại.